Vâng, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện tối nay của chương trình Chào buổi tối. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa thì có câu là nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, có nghĩa là nhà ở tốt nhất thì nên gần chợ, gần những nơi tập trung các hoạt động giao thương. Ngày nay thì câu nói này vẫn đúng khi mà cận thị, cận lộ và cận giang vẫn là những tiêu chí hàng đầu trong việc lựa chọn cho một dự án bất động sản nào đó để an cư. Dù rằng thay bằng chợ thì người dân bây giờ sẽ ưu tiên lựa chọn sống gần các siêu thị hay là các trung tâm thương mại. Tuy nhiên thì quý vị đã bao giờ hình dung đến một ngày nào đó không chỉ ở chợ mà ngay cả ở siêu thị thì cũng không còn sức hút đối với người nội trợ nữa. Nói đúng hơn là người ta cảm thấy sợ ra chợ và ngại đến các siêu thị. Tôi khẳng định với quý vị rằng là tâm lý này là có thật và đang tồn tại ở không ít các gia đình hiện nay. Tại sao lại có tâm lý như vậy? Và nếu không ra chợ hay là không đến siêu thị thì các gia đình sẽ xoay sở ra sao với các nhu cầu mua bán hàng ngày của mình? Và khách mời trường quay của chúng tôi ngày hôm nay đó là chị Trương Thị Oanh ở Cầu Giấy, Hà Nội. Chị sẽ giải thích giúp cho chúng ta những thắc mắc này. Và nếu đến nhà chị Oanh thì quý vị sẽ phải ồ lên ngạc nhiên, bởi vì nhà chị Oanh đang sở hữu một vườn rau xanh này, một ao cá đáng mơ ước ngay trên sân thượng và còn nuôi cả gà nữa cơ, đúng không ạ? Và trước khi đến với phần trao đổi với chị Oanh thì mời chị Oanh cũng như quý vị khán giả xin hãy theo dõi một phóng sự sau đây của chúng tôi. Trên sân thượng của gia đình ông Lương có thể tìm thấy đủ các loại rau xanh, củ quả phục vụ cho nhu cầu của gia đình. Ngoài rau, trên sân thượng gần 40m² này, ông còn dựng cả chuồng nuôi chim và nuôi gà. Mùa nào thức nấy, để có thực phẩm sạch, gia đình ông thay nhau chăm sóc. Một nguồn cung thực phẩm khác của gia đình ông là từ người thân ở quê. Tôi thì trong vòng 3-4 nay thì gần như là rau tôi không mua ở bên ngoài thị trường, kể cả củ nữa. Ví dụ như cà rốt thì tôi cũng trồng đấy. Thế là các cái loại mà rau thì như ở cái vườn rau này như vậy chúng tôi có được khoảng hơn chục các loại rau. Rau phun thuốc trừ sâu, hoa quả ngậm các loại hóa chất không rõ nguồn gốc. Thịt cá, gia cầm, tất cả các loại thực phẩm trên các sạp hàng đều mang những nỗi hồ nghi. Trong siêu thị, rau bẩn đội lốt rau sạch. Không chỉ có siêu thị nhỏ, siêu thị mini, mà ngay cả những hệ thống đại siêu thị như Metro hay là Big C cũng đã từng bị cơ quan chức năng phát hiện là bán thịt nhiễm khuẩn và nhiều loại sản phẩm không nhãn mác hoặc hết hạn sử dụng. Cái tư duy chỉ nhà mình thôi là cái tư duy rất là nguy hiểm. Hoặc là giống như là trong báo chí chúng tôi cũng vậy, đăng những cái thông tin độc hại và nghĩ rằng là con mình sẽ không đọc cái thông tin đấy đâu. Trong khi chúng ta có một cái câu nói rất nổi tiếng là trước khi xuất bản một cái bài viết thì hãy nghĩ xem là gia đình mình, con cái mình có đọc cái thông tin này không. Thì cái thị trường như vậy khiến cho người tiêu dùng khác rất là hoang mang. Và chúng ta nhìn đâu cũng thấy là những sản phẩm từ hoa quả cho đến rất là đụng nhiều đồ dùng khác là không nhiễm cái này thì nhiễm cái kia, và nhiều lúc chúng ta không biết là phải ăn cái gì. Vâng, không biết là phải ăn cái gì, có lẽ là câu nói mà rất nhiều người, trong đó có tôi thì vẫn thường nói với nhau, với mọi người mỗi khi phải chuẩn bị đi chợ hay là chuẩn bị vào bếp. Việc lựa chọn được thực phẩm an toàn thực sự trở thành một vấn đề rất nan giải đối với mỗi gia đình. Tâm lý sợ chợ cóc, sợ siêu thị dường như là đang lớn dần lên trong đời sống của những cư dân ở đô thị. Vâng, thưa chị Oanh, thì đầu tiên là tôi rất là ấn tượng bởi vì cái sân thượng nhà chị. Chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình biết là khi lựa chọn một thực phẩm cho gia đình thì chị dựa trên những tiêu chí gì thưa chị? Khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình chúng tôi thì tôi phải chọn cái sản phẩm mà nó có nguồn gốc. Thì ví dụ như là những cái rau, tôi phải biết được rằng là người ta trồng như thế nào. Thì tôi ra chợ thì một số các cái bạn quen ấy, người ta vẫn có những cái nhà có vườn rau ấy, người ta mang rau đến. Tôi nhìn rau là rau có sâu thật sự, về nhà vẫn còn con sâu. Đấy, thì là tôi mới mua. Nhưng mà thực sự mà nói thì mua được những rau như thế cũng không phải là dễ. Cho nên là gia đình tôi quyết định là trồng rau sạch ở trên sân thượng. Vâng. Vậy chị có thể nói cụ thể hơn về cái việc trồng rau, tổ chức quy hoạch trồng rau và nuôi gà, nuôi cá như chị ở trên sân thượng như thế nào thưa chị? Dạ. Gia đình nhà tôi thì cũng có cái sân thượng nó khoảng hơn 100 mét. Thì chồng tôi cũng xây một cái bể. Cái bể đấy nó rơi vào khoảng 50 mét.
thì chúng tôi đã mua vịt hoặc là mua gà của người quen ở quê, sau đó mang về để nuôi độ khoảng 20 ngày thì bắt đầu gia đình lại thịt ăn. Vì xong cái thời gian 20 ngày, ví dụ nó có các cái chất gì thì nó cũng đã hết rồi. Còn rau thì gia đình nhà tôi chọn hai loại phương pháp trồng rau. Một là phương pháp thủy canh, còn hai là phương pháp trồng cái rau bằng phân vi sinh. Thì cái phương pháp thủy canh là bên dưới của lớp cái rau bên dưới nó có hai cái bể thì nuôi cá ở dưới đấy. Mỗi một cái bể nuôi được khoảng 4 cân cá, hai bể được 8 cân. Cá gì thưa chị? Cá rô đồng. Thế thì cá rô nó đẻ ra, nó phân của cá đấy nó vào trong cái nước đấy, nước đấy tưới rau. Thì rau rất là tốt mà cũng không có cái gì đáng ngại cả. Thế thì con thì tôi nó cũng, các cháu rất là thích ăn vì cái rau đấy nó sạch, cái nước ở bên dưới cũng rất là sạch. Thế cho nên là cái rau mầm là gần như nhổ về là có thể là ăn luôn được, cũng không cần phải rửa cũng vậy được. Thì cái vườn ở trên sân thượng đấy của chị với mô hình ao chuồng như vậy, vườn ao chuồng rất là khép kín như vậy thì có đủ cung cấp thực phẩm cho cả gia đình chị không ạ? Nếu mà rau đấy thì hiện nay là đủ cung cấp cho gia đình, chỉ có thỉnh thoảng mà muốn ăn cái gì khác thì gia đình lại phải ra chợ. Nhưng khi ra chợ thì mua của chỗ người quen. Vâng, khi nghe chị miêu tả thì thực sự là tôi thấy cũng tương đối cầu kỳ. Chị có thể chia sẻ là cái để duy trì một cái mô hình vườn ao chuồng ngay trên sân thượng nhà mình, ngay giữa thủ đô như vậy thì có tốn kém không thưa chị? Và tốn kém ở đây nó có nhiều, đầu tiên là tốn tiền này, tốn sức này, nhưng một cái nữa là tốn thời gian nữa. Chị có thấy nó cầu kỳ quá không thưa chị? Dạ cũng có đấy ạ. Thứ nhất là về tài chính là cũng khá là tốn, bởi vì với một cái hệ thống thủy canh như thế thì cái số lượng tiền để bỏ ra là cũng tương đối. Sau khi mà mình đã có cái hệ thống bể đấy rồi thì mình lại phải đầu tư thời gian, bởi vì là cứ 7 ngày mình lại phải cho một chút cái nước muối biển vào để cho nó có tăng thêm cái nguồn vi sinh ở trong cái nước đấy. Thế và các cái đường ống nước ấy thì nó cũng đôi lúc nó cũng bị rò rỉ, nó cũng bị rơi ấy, thì cũng lại phải sửa chữa lại thì để cho nước lúc nào nó cũng tuần hoàn, nó tưới rau cái đồng hồ nó hẹn giờ thì lúc nào cứ bao nhiêu phút đấy thì nó lại tưới nước một lần. Thế thì riêng cái việc tưới tắm thì không phải mất thời gian, nhưng cái việc hệ thống đấy mình lại phải chăm chút đến nó để cho nó đảm bảo có nước luân chuyển lên. Có đắt không thưa chị cái hệ thống đấy? Hệ thống đấy nó 47 triệu, cũng khá là nhiều tiền. Thế nhưng mà gia đình vẫn phải lựa chọn với cái phương pháp đấy bởi vì cũng không còn cái phương pháp nào hơn. Dạ vâng, cảm ơn chị Oanh với những chia sẻ vừa rồi. Và chúng ta thì biết là cái việc mà phụ nữ đi chợ thì không phải là lúc nào chúng ta cũng có cái những cái đường mà chúng ta trồng ra rau hay là thức ăn đúng không ạ? Không phải lúc nào cũng đáp ứng được nhu cầu. Có những lúc nhà có khách hoặc có đông người ăn chẳng hạn thì sẽ có lúc mà chị Oanh sẽ phải đi ra chợ. Vậy thì lúc đó chị sẽ chọn siêu thị hay là chợ cóc ạ? Những lúc đó thì tôi phải chọn cả hai phương án. Tức là vào siêu thị để mua một số cái loại thực phẩm như là thịt, cá, còn cũng vẫn phải ra chợ để mua ví dụ như hành, thì là hay là các loại rau đấy, thì ra chợ thì nó cũng có một cái số cái tiện ích của chợ. Thế và vào siêu thị thì nó cũng có một số cái tiện ích của siêu thị, nhưng tôi sẽ phải đan xen giữa chợ và siêu thị. Vâng, cảm ơn chị. Và thưa quý vị, theo kết quả khảo sát gần đây của Cookmark, một trong những chuỗi siêu thị lớn ở Việt Nam, thì cho thấy rằng có tới 7,63% khách hàng trả lời không hài lòng với siêu thị này và 41,48% trả lời hài lòng, 36,03% thì trả lời là bình thường và chỉ có 15,44% là trả lời hoàn toàn hài lòng. Trong khi đó thì tại Hà Nội, khách hàng đánh giá các siêu thị tổng hợp, siêu thị chuyên dụng điện máy hay là những cửa hàng tiện ích thì đều không có sự khác biệt đáng chú ý về chất lượng dịch vụ, sự hài lòng, sự trung thành theo giới tính. Và Viện Nghiên cứu Thương mại thì cũng cho biết kết quả khảo sát của siêu thị Bixi trên địa bàn thành phố Huế cho thấy rằng hầu hết khách hàng đều không mong muốn siêu thị này đáp ứng thêm một số nhu cầu khác nữa như là cung cấp thêm các dịch vụ, chương trình khuyến mại hay là mua hàng qua mạng. Vâng, vừa rồi là những cái con số mà cho thấy rằng có lẽ rằng hình như là người dân bây giờ người ta cũng không tin tưởng lắm về hệ thống các siêu thị đúng không ạ? Và chị thì chị đánh giá như thế nào khi mà hiện nay chị đi mua hàng ở các siêu thị ạ? Đi mua hàng các siêu thị thì tôi thấy rằng là có siêu thị làm cái hệ thống bán hàng rất văn minh. Khi mà đã tràn ngập vào thị trường Việt Nam, nhưng sau quá trình một thời gian ứng dụng thì có nhiều cái điểm mà cũng để cho khách hàng không được hài lòng. Những cái sản phẩm hết hạn sử dụng, cận hạn sử dụng, lấy ra để làm khuyến mại.
hay là những cái sản phẩm cận hạn sử dụng rồi họ vẫn bày bán trên kệ đấy. Thực phẩm thì bị hỏng rồi vẫn đóng vào bao bì để bán, và bản thân tôi cũng đã bị một lần rồi, thì tôi phải đem xuống nơi tôi nói nhỏ với các cô nhân viên đấy. Thì cái hệ thống siêu thị của Việt Nam mình thực sự là chưa đáp ứng được nhu cầu mong muốn của người Việt Nam mình. Vâng, chị có thể vừa rồi thì chị có nêu ra một số trường hợp, ví dụ như là mình thấy đồ cận này, hàng quá đát hoặc là không có đát này, hoặc là những cái sản phẩm mà mình thấy là không được đúng như là chất lượng theo như là ghi trên bao bì là sản phẩm sạch hay là an toàn, thì khi mà chị phản ứng hay là chị than phiền với những người bán ở siêu thị thì họ xử lý những cái tình huống đấy như theo chị là như thế nào? Lúc đầu tôi mang xuống thì nhân viên họ cũng đổ lỗi cho nhau, họ đổ lỗi cho nhau, sau đó thì họ cũng không muốn giải quyết cái vấn đề đấy, thì tôi có nói hơi lớn tiếng. Thì lúc bấy giờ là có một nhân viên quản lý mới chạy ra xin lỗi. Và lúc bấy giờ họ đồng ý là trả lại, hoàn lại tiền cho tôi. Đấy là cái mà họ xử lý là nó chưa được hài lòng với lại khách hàng. Ở cái chỗ ngay từ đầu tiên nó có những cái ứng xử nó không được hài hòa cho lắm. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là hiện nay thì những cái siêu thị với những cái mô hình, đặc biệt là những ông lớn về phân phối của thế giới thì đang bắt đầu chiếm lĩnh dần thị trường Việt Nam, cũng như là một số những cái doanh nghiệp Việt Nam của họ cũng đang bắt đầu gọi là phát triển cái hệ thống siêu thị. Tất nhiên là sẽ còn nhiều thời gian để phát triển và để hoàn thiện hơn nữa, và còn nhiều câu hỏi, còn nhiều vấn đề nữa trong việc phát triển này. Tuy nhiên thì chị có cảm giác như là ví dụ như là mình, cái văn hóa của người Việt Nam mình, đặc biệt là văn hóa Bắc Bộ, văn hóa lưới nước, là chúng ta biết là chợ thì bao giờ cũng rất là gần gũi trong tâm thức của người Việt. Chị có cảm thấy rằng, nhất là bây giờ chị lại có một cái vườn ao chuồng nho nhỏ và cái thời gian đi chợ, nói không với chợ cũng nhiều hơn, thì chị có cảm thấy có một cái nét văn hóa gì đó về chợ mai một, chợ ở trong đô thị, trong đời sống của người Hà Nội hay là người dân Việt Nam nói chung không thưa chị? Quả thật là chợ Việt Nam mình bây giờ đã bị mai một rất là nhiều. Bởi vì lúc tôi còn bé thì mẹ vẫn hay cho đi chợ. Chợ canh thì là phiên chợ là ngày 3, ngày 8. Chợ bưởi thì là ngày 4, ngày 9. Tôi vẫn nhớ lắm. Thì tôi vẫn thấy cái cảnh chợ ngày xưa nó rất là đẹp. Để đi đến chợ nó tinh thần mình nó phấn chấn lắm. Nó vui vẻ bởi vì bà con ai có cái gì thì mang ra đấy. Người có gà nuôi, chăn nuôi được gà thì mang gà ra đây bán. Hay là vài quả trứng gà, hay là ít đậu, ít lạc. Nhưng mà bây giờ thì lại không có thế. Hiện nay tôi vẫn cứ duy trì cái thói quen là đi chợ phiên. Ví dụ như ngày 3, ngày 8 thì tôi vào chợ canh, tôi mua giống cây. Vào đấy có cây gì mới, cây gì nó lạ lạ thì lại mua về để trồng. Hoặc là đi chợ bưởi cũng vậy. Bây giờ chỉ còn tồn tại đúng hai cái chợ Việt Nam, còn cái giữ lại cái chợ phiên là chợ canh và chợ bưởi. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức thú vị của chị. Chị làm tôi nhớ đến cái câu mà người ta hay nói là mong ai đó như là mong mẹ đi chợ về. Quả thực là cái hình ảnh chợ nó cũng rất là gắn liền với không chỉ là những cái bà, mà những chị em phụ nữ, những bà nội trợ, mà còn với tất cả người Việt Nam nói chung. Dạ, cảm ơn chị ạ. Vâng, thưa quý vị, sự co cụm của một bộ phận người dân nhằm đảm bảo có một nguồn thực phẩm sạch trên bữa ăn của gia đình mình có thể là một tín hiệu mừng với sức khỏe của người Việt, nhưng lại là một sự cảnh báo với các hoạt động sản xuất và phân phối thực phẩm, khi mà phần lớn người tiêu dùng hiện nay vẫn đang phải tặc lưỡi phó mặc an toàn cho may rủi. Và Việt Nam chúng ta tự hào là một đất nước nông nghiệp với nhiều sản phẩm xuất khẩu, nhưng nỗi lo của người dân thì là vẫn đến chủ yếu từ những sản phẩm nông nghiệp, từ bữa ăn, thức uống hàng ngày. Sợ chợ hay là chê siêu thị cuối cùng thì vẫn bắt nguồn từ tâm lý muốn tìm kiếm thực phẩm sạch cho gia đình của mình. Và chừng nào tâm lý buôn bán, cung cấp thực phẩm đặt lợi nhuận lên trên hết thì còn chưa thay đổi được tâm lý đó thì vẫn sẽ còn tồn tại. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chị Chu Thị Oanh đã đến với chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chào buổi tối của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn cùng gia đình một buổi tối vui vẻ.